Nghe nói là các em bé đều nhớ ký ức ở trong bụng mẹ nha. Thế mẹ hỏi Bơ này, Bơ có nhớ hồi ở trong bụng mẹ Đấy ạ. có nhớ không? Được. À có nhớ. Thế trong đấy tối hay sáng? Nghe nói các em bé đều nhớ ký ức khi ở trong bụng mẹ. Người mẹ hỏi thử con trai mình và cái kết. Có lẽ các bạn đã từng nghe nói đến cụm từ ký ức thai nhi. Khi mặc dù các bé sau khi đã được sinh ra đời nhưng vẫn nhớ rất rõ những ký ức khi còn ở trong bụng mẹ. Thế nên mới đây, một người mẹ đã tâm sự nhỏ to với con trai mình, hỏi về những việc đã xảy ra trong kỳ mang thai. Đến khi nghe cậu bé trả lời, dân tình ai cũng trố mắt ngạc nhiên vì không ngờ đó là sự thật. Có nhớ không? Nhớ. À có nhớ. Thế trong đấy tối hay sáng? Trong bụng mẹ có màu gì? Đen. À màu đen á. Thế con nghe thấy tiếng gì ở trong đấy? Tiếng ào ở trong đấy. À tiếng ào ào ở trong đấy á. Con có nghe thấy tiếng mẹ gọi không? Không. Không à? Thế có nghe thấy tiếng bố gọi không? Không. Thế con có cảm nhận được lúc mà mẹ xoa bụng không? Có. À có à? Trong đấy thì con cảm thấy thế nào? Con cảm thấy thế nào? Có chật chội không? Không có rơi. Không chật chội à? Thế trong đấy con ngủ hay con thức? Con thức. Con thức à? Con có khóc nhè trong đấy không? Không. Thế trong bụng mẹ thì con có đói không? Không. Thế à? Thế trong bụng mẹ thì có màu gì? Màu đen. À vẫn là màu đen à? Rồi. Ok, mẹ cảm ơn con. Bye bye. À. Con có muốn chui lại vào bụng mẹ không? Không. Hay là chui vào bụng mẹ đi. Mặc dù chưa tròn 2 tuổi, nhưng khả năng ngôn ngữ và giao tiếp của cậu bé vô cùng tốt, làm cho cư dân mạng phải dành lời khen tấm tắc. Bên cạnh đó, không ít người cũng chia sẻ. Ê, cái này đúng nha. Hồi tôi có bầu bé gái, tôi có dắt con trai lớn đi chùa. Sau tôi sinh bé gái xong, đi ngang qua, cái nó chỉ. Bảo là hồi đó mẹ dắt anh hai đi chùa đúng không? Con mình thì bảo trong bụng mẹ màu hồng, còn có một cái dây ở phía bên trên nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Nhắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.